Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ đưa ra cho các bạn một cái giải pháp hát karaoke chuyên nghiệp. Mình xin nhắc lại là chuyên nghiệp dành riêng cho loa sau 3. Và cái giải pháp mình nói đến đó chính là bộ Vanker FX8 2 la mã này đó. Cái bộ này thì kèm cặp mic không dây trước mặt mình đây. Và chỉ với 3 triệu đồng thôi, khoảng 3 triệu đồng thì chúng ta đã có thể sở hữu một cái bộ Vanker và một bộ mic cặp mic không dây như thế này. Và bây giờ thì mình sẽ liệt kê ra những điểm mà mình cho là rất giá trị, khiến nó trở thành cái giải pháp tối ưu hóa và tốt nhất cho karaoke gia đình trong những cái năm gần đây. Ok, cái thứ nhất là về giá. Nếu như mà đầu tư một cái bộ karaoke thông thường như trước đây ấy, thì chúng ta cần phải mua lại Vanker này. Đây, Vanker như này, âm ly này, mic này, loa này, hay là thậm chí là loa súp trầm này, mà có nhiều người đầu tư cả đầu KTV để hát trọn bài nữa, thì ít nhất cái bộ đó cũng phải lên đến vài chục triệu đồng. Đấy, nhưng mà nếu như mà sử dụng cái giải pháp mà mình đưa ra là dùng với loa sau 3 cho TV này, kết hợp với bộ Vanker này này, thì cái mức đầu tư giảm xuống một nửa nhưng mà vẫn mang lại cái chất âm và âm thanh tương tự, và lại còn có thêm cái cục súp trầm không dây này. Đấy, cục súp trầm không dây dưới đây, và là một cái loa thanh này, và trong cái loa thanh này thường có rất là nhiều loa. Đấy, đó là cái ưu điểm đầu tiên. Cái thứ hai ấy, là cái bộ này nó có rất nhiều các cái cổng kết nối mới, nhất là như là Bluetooth là không dây này, hay là cáp quang, đây cáp quang này, optical đó. Thì đặc biệt mình thích ở cái cổng cáp quang này, vì các cái TV đời mới thì đều dùng cái cổng này để thay thế cho cái cổng AUX 3.5 cũ, nên là rất tiện để hát karaoke chọn bài trên TV qua các cái ứng dụng như là YouTube này, hay là truyền nhạc không dây từ điện thoại vào cái bộ này để hát karaoke trực tiếp trên điện thoại luôn. Đó. Và cái thứ ba đó là chỉnh âm rất là chi tiết. Đây các bạn thấy chỉnh âm rất là chi tiết này, thuộc dòng chuyên nghiệp luôn. Mình chỉnh riêng từng phần này, phần nhạc riêng, phần lời riêng, và cái phần hiệu ứng này chỉnh riêng luôn. Và lát nữa thì mình sẽ nói kỹ hơn ở cái phần này. Đó. Và tiếp đến mình chuyển sang cái ưu thế thứ tư, đó là cái kết nối rất là đơn giản, không có cái dây dợ lằng nhằng. Đây là một bộ mình đang nối rồi, thì các bạn thấy cái dây dợ nó không hề lằng nhằng, nó rất đơn giản. Đấy. Là đặc biệt là như các bạn thấy là loa thanh này, và cái loa súp trầm ở dưới đây là nối hoàn toàn không dây. Đấy. Và cái mic này, mic cũng kết nối không dây. Tất cả đều không dây. Chúng ta bỏ luôn cả âm ly vì không cần âm ly nữa. Bộ này âm ly trong nó tích hợp sẵn ở trong loa rồi. Đấy. Hiểu nôm na là gần như là chúng ta chỉ cần cắm điện là xong, là có thể chơi được ngay. Và cái quan trọng nhất, cái phần cuối cùng quan trọng nhất là vượt lên trên tất cả mọi thứ, đó chính là cái phần âm thanh. Cái âm thanh nó mang lại cực kỳ xuất sắc, tương đương với các cái dàn karaoke có trị giá gấp đôi, gấp ba lần. Ok, bây giờ chúng ta sẽ lướt qua các cổng kết nối và các cái phím chức năng trên cái bộ này. Thì mình sẽ đi từ trái qua phải trước các bạn nhé. Ở mặt trước thì chúng ta sẽ có đường cắm mic 1 và mic 2. Cái này cắm được 4 đường cơ, nhưng ở trước là 2 đường này. Và có cái chỉnh volume riêng cho từng đường. Và đây là nó có 4 cái đèn hiển thị để thể hiện cái mức độ decibel cho kênh left, kênh loa right là kênh loa trái phải đấy, và kênh loa center, kênh loa giữa này, và kênh loa sub. Đấy, 4 đèn riêng biệt này. Và ở đây chúng ta có một cái nút FBX là nút bật chính tính năng là chống rú rít. Đó, chúng ta ấn xuống này là bật. Và ở cái phần chỉnh âm mà mình nói là khá là chi tiết đây, thì các bạn sẽ có những cái chỉnh sau, chỉnh về effect là riêng cái phần echo này, chúng ta sẽ chỉnh được độ delay là độ trễ của cái phần nhại này, độ repeat là mức độ lặp lại của phần nhại nhiều hay ít này, phần âm bass là phần trầm này, đây độ nhạy của cái mid là tiếng trung này, và chef này là giải cao này. Đấy, chỉnh rất chi tiết, riêng cái phần echo đã chỉnh được như vậy rồi. Đây là phần dành riêng cho phần chỉnh mic. Mic thì nó có bass, mid và chef cũng tương tự như cái kia. Và cái phần music chúng ta chỉnh riêng cũng với bass, mid và chef. Đó, đó, với cái phần chỉnh này ở dưới này thì trên này chúng ta sẽ có 4 cái nút cơ bản là nút chọn đầu vào, vì đây chúng ta có khá nhiều đầu vào là USB này, Bluetooth này, optical là cáp quang, hoặc là RCA hoặc AUX là chúng ta ấn đây để chuyển đèn, chọn đầu vào. Nút play pause để dừng và chơi nhạc này, nút tua bài phải trái. Cái này thì sử dụng cho cái cổng USB này các bạn này, hoặc là chúng ta kết nối Bluetooth đây thì cắm USB cóp nhạc vào, cắm ở đây cũng chơi được luôn. Đó. Và tiếp đến là chúng ta có 3 cái chỉnh ở đây, và cái chỉnh này nó sẽ có đèn, khi chúng ta bật lên thì nó sẽ có đèn sáng ở đây, thì chúng ta sẽ chỉnh được echo, mức độ echo nhại này, mức độ mic này, âm lượng mic đấy, và âm lượng nhạc đó, riêng 3 cái này luôn. Và đấy là ở mặt trước, thì chúng ta sẽ quay một chút đến mặt sau nữa. Và ở mặt sau thì mình cũng sẽ đi từ trái qua phải các bạn nhé. Đầu tiên là cái rắc cắm nguồn này. Cái rắc cắm nguồn này chúng ta sử dụng điện 220V. Đây là công tắc tắt bật này. Một đường này là đường input đầu vào RCA mà vừa rồi mình nói đấy. Đấy. Một cái anten này là dành riêng cho thu sóng Bluetooth này.
một đường vào, cái này là đường vào mình thích nhất này, đường vào optical cổng cáp quang rất tiện để cắm tivi xuống đây này. Và đây là cái phần chỉnh âm lượng music tổng này. Và nó dành riêng cho chúng ta một cái đường jack cắm Canon để đưa ra súp ngoài. Và cái súp ngoài chúng ta có thể chỉnh được cut frequency này, volume của súp là âm lượng của loa súp này. Đấy, đây là riêng ba này nhá. Tiếp đến là cái cổng center cho loa trung tâm, loa giữa này, thì có cái phần chỉnh âm lượng này. Đấy, phần chọn tín hiệu vào là mic hay music này. Và đây là một cổng Canon để đưa ra cái kênh center đó. Rồi, và đây chúng ta có một kênh loa phải và một kênh loa trái cũng sử dụng jack Canon. Và đây chính là cái đường mà chúng ta đưa ra loa sau 3, rất tiện lợi đây, đưa thẳng cái này cắm ra loa sau 3 luôn để hát. Và đây là đường chỉnh mic tổng cho cả 4 cái đường mic vào. Và đây cái đường mic 4 mà mình nói, mở mic 3 và mic 4 nó nằm phía sau này, trước là 1 2 và 3 4 này cũng sử dụng jack Canon. Đó, đó là tất cả các cổng kết nối mà và các phím chức năng. Ok, và để chứng minh cho những cái ưu điểm mà mình vừa nói ở trên thì bây giờ mình sẽ thử hát. Và mình thấy là để tối ưu hóa về mức đầu tư cho hát karaoke gia đình ấy, thì ở cái phân khúc từ 10 đến 15 triệu đồng thì chúng ta sẽ có hai lựa chọn, là lựa chọn ghép cái bộ vang cơ này này với loa sau 3 của JBL là con 3.1 sau 3 đây. Nó một thanh và một súp có giá là 11.200.000. Và cái option thứ hai chúng ta có thể lựa chọn với bộ sau 3 của JBL với tên mã là SB450 đang có giá chiết khấu với giá bây giờ là có 9.6 triệu thôi. Đó. Và dĩ nhiên là các bạn có thể sử dụng với các bộ mic có dây khác thì cái giá nó còn giảm được hơn rất là nhiều. Và bây giờ sẽ bắt đầu hát thử luôn các bạn nhé. Câu thương, câu đợi, câu chờ.